Rồi sau khi mình cài đặt chính chỉ certificate xong rồi thì mình test lại á, là cái tên miền hosting của mình nè, mình test cho lại là http hay s 2.xx tên miền của mình là nó sẽ có ổ khóa ở chỗ này nè. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ cài cái WordPress lên này, thì mình sẽ vô cái download nè, đó WordPress.org nha. Rồi sau đó get WordPress. Rồi sau đó download cái WordPress 5.3 này về, 5.9.3 về nha. Sẽ được cái folder như thế này. Đúng không? Đó đây, thấy không? Năm chín chấm ba bạn ơi, get WordPress nè, rồi sau năm chín chấm ba, được chưa? Bạn được cái file này chưa? Thấy file này cho tôi chưa? Thấy chưa? Rồi ha, thì mình dưới máy tính mình giải nén ra luôn đi, dưới máy tính mình rút phải ra, extract, here, thấy không? Mình ra. Thì sẽ giải nén ra. Rồi được chưa? Nhìn thấy được chưa? Được chưa? Nhớ xong rồi phải không? Rồi bây giờ mở cái thư mục WordPress vừa mới giải nén ra được đây. Mình sẽ thấy rất là nhiều file ở đây. Quá trời file luôn. Được chưa? Rồi sau đó mình Ctrl A chọn hết giải nén xong nha. Nhớ dưới đây chạy giải nén xong mới làm được nha. Chưa giải nén xong mà đừng có làm thao tác nha. Đó, mình sẽ nén nó lại. Nén lại. Add to. Rồi try. Rồi nén lại chọn zip của tôi nha, zip, nhớ là chọn zip. Nhớ nha, chọn zip. Rồi không, ok. Thì tất cả mỗi cái mình và mình nãy mình vừa giải nén ra, giờ nén lại là thành WordPress.zip đây, mình chờ xíu nén xong. Được chưa, chờ xíu nén xong vào đây, được chưa? Không. Nhìn bản nè. Sau khi mình giải nén rồi nén lại, tại sao phải làm như vậy? Tại vì á, khi mà mình nén lại thì mình cần nén lại là toàn bộ những cái file cài đặt nằm trong đây, nó vừa mở liền luôn. Còn cái file là trước khi mình tải về á, mở lên thì bên nó phải thông qua một thư mục nữa, nó khác nè. Vô một mục nữa thì lúc trước vô nó sẽ đi hai lần. Rồi chút xíu mình cài bắt đầu đi hai lần. Cho nên nó khó, cho nên mình chuẩn bị sẵn cái đây vô luôn. Là mình nén lại để cho hồi khi mình mở này lên nè, nó vô một lần. Khi mình mở lên đây thấy vô một lần đúng không? Lần thứ nhất vô trực tiếp vô luôn. Còn khi mình tải cái WordPress mà khi mình tải về nó vô thêm một chữ WordPress nữa. Cho nên là nó mất hai lần, nó mất hai cái lớp, cho nên là mình không có, mỗi lúc mình up lên mình cài á, vẫn cài được, nhưng mà khi mình vô mình sẽ xịt thêm chữ WordPress nữa nó mới chạy cài được. Cho nên mình phải chuẩn bị trước như vậy. Nên mình được cái WordPress.zip rồi, mình quay vô mở Google Chrome lên nè. Đó, mở Google Chrome lên. Rồi đăng nhập vào hosting giống như nãy. Khi đăng nhập vô hosting là mình đăng nhập bằng cách là cái tên miền của mình http ha, đăng nhập hosting là http nha, không có s nha, http 2.xx nè. 2.4.4 đăng nhập vô giống nãy. Giống nãy mình lúc mình làm cái phần chứng chỉ certificate á. HTML á. Đăng nhập vô. Rồi đây mình sẽ nút file nè, thấy không? File không? Thấy không? Ấm vô file. Ấm file rồi sau đấy thấy chữ là public HTML, thấy không? Thấy không? Ấm vô.
Làm lại từ đầu nha. Phải thấy không? Public HTML thấy không? Thấy không? Được chưa? Rồi. Ấm vô. Vô mình sẽ thấy cái index.html thấy không? Đây. Ha. Đây mình chỉ kiếm cái nào, nếu mình thấy nhiều file thì mình chỉ cứ kiếm cái chỗ nào index.html á, rename đó. Rename là xóa gì cũng được. Đây tôi chọn phương pháp xóa luôn nha. Chọn vô đúng index.html nè. Rồi bỏ vô chỗ module track nè. Delete đó. Delete. Xóa luôn cái tập đó không? Xóa luôn tập đó luôn. Được chưa? Hả? Mình cài cái đó là cái demo web cái Hotin tự sinh ra mình xóa nè, mình cài mới cái của mình. Xóa index.html luôn. Đúng rồi. Được chưa? Rồi đây thấy dấu upload không? Ấm vào. Cho file thấy không? Rồi chọn vô cái file mà wordpress.zip hồi nãy á. Hồi nãy mình nén á. Mình nén á, trong ở trong á nghe. Đó. Hồi nãy mình nén ở trong á. Upload. Open. Và upload lên. Rồi, up lên là nó báo ở upload successful nè. Click here go back. Click here go back này. Đó, mình sẽ được thấy được cái wordpress.zip ở đây. Thấy không? Mình up cái nén hồi nãy mình nén lại nha. Up vào đúng cái file nha. Up cái file hồi nãy mình nén nè. Nè, ngày 16 tháng 5 nè, đó, cái nãy. Hồi nãy tôi kêu lúc nãy là nén lại á, nha. Vậy là để đâu? Đó, được chưa? Được cái đây. Rồi sau khi up cái wordpress lên rồi, mình được cái wordpress.zip nha. Các bạn thấy không? Ở đây có chữ extract nè, thấy không? Để nén ra. Cái nén ra ha, ở đây mình chọn extract ha. Đây nè. Extract. Thấy không? Thấy extract đây không? Lại extract một lần nữa. Bấm extract nó mới qua đây, nó mới hỏi extract cái gì. Những cái gì rồi bấm extract. Ở quay đây thì mình sẽ thấy là nó ra hết tất cả những cái hồi nãy ở dưới máy mình nén lại nè. Mình thấy nè, nó ra hết nè, đúng không? Bấm extract xong rồi qua một cái trang mới. Bấm máy trắc lần nữa nha. Bây giờ mình để nén rồi tiến hành cài đặt nha. Mình mở một cái tab mới nè. https :// rồi tên của mình enter cái nha. Tên miền của mình enter cái thì dẫn tới cái trang setup này nha. Trang setup này. Rồi tiếp tục đây mình chọn tiếng Việt hay tiếng Anh gì đó mình chọn. Đây tôi chọn tiếng Việt đi ha. Next, tiếp tục. Đó. Rồi, tới đây là ra cái trang chào mừng nè, thấy không?
chọn tiếng ngôn ngữ xong rồi tiếp tục. Ra được cái trang setup chưa? Rồi tiếng Việt. Rồi chưa? Được chưa? Và thực hiện ngay. Tới đây đó là tên database, tên người dùng, mật khẩu gì đó. Ngang cho đây là mình chưa có thì mình phải tạo tên database, mật khẩu người dùng mới bỏ vô được. Tới đây mình chưa có, thông tin thì mình phải tạo. Thì bây giờ quay qua cái host nè. Tới đây được chưa mọi người, tới đây được chưa? Rồi quay lại cái host của mình. Cái host chỗ thông chỗ đăng nhập host nè. Chỗ đăng nhập nãy, chỗ mà upload file nãy nha. Rồi vô quay lại home. Quay lại MySQL Management. Thấy không? Thấy MySQL Management không? Thấy không? Đúng không? Rồi bấm vô đó. Rồi sau đó Create New Database. Thấy không? Thấy không? Create New Database. Thấy không? Đó. Rồi. Bấm vô. Rồi đây mình tạo tên database của mình. Tạo tên gì cũng được, quyết định không dấu. Như tôi tạo tên là data user và random. Data user và random. Bấm random nha. À, bấm DA nè. Bấm DA. Thì nó sẽ trả về cho mình thông tin nè. Đó, thông tin này. Thông tin này mình đừng có xóa mất nha, thông tin này mình phải lưu lại bằng notepad đi. Để hồi mình có mình khai, nó dễ. Nó nhanh đây, mình có thông tin để đây, được chưa? Tới đây phần tạo xong chưa? Tạo cái tên database xong đúng không? Đây, được chưa? Mọi người sẽ có một thông tin khác nhau. Rồi quay tới phần cài vào REST nè. Thì tên database là gì mình vừa mới tạo xong hồi nãy bên kia. Tạo tên database là tên gì, mình chỗ database đây, mình đem vô đây, mình dán vô cho đúng. Là phải, bước này là phải trùng với bên kia. Đúng rồi, trùng với bên kia nãy mình tạo, vừa tạo xong nó trả về thông tin gì là mình phải trùng bên đây. Bắt buộc phải trùng. Đúng rồi, tôi dùng đây. Mật khẩu. Em khớp qua thôi. Đó, rồi, database hết rồi. Không, em khớp qua giống vậy. Được chưa? Rồi sau đó mình nhập đúng thông tin ha, mình bấm nút gửi. Rồi bắt đầu cài đặt. Rồi tên website ha, ví dụ là website shop mỹ phẩm đây chẳng hạn. Tên người dùng là gì ha, mình nhập vô. Rồi mật khẩu chỗ này là, chỗ này nhập mật khẩu gì, lấy điện thoại chụp hình làm tôi. Nhớ lưu lại, chấp nhận sử dụng mật khẩu yếu ha. Email ha. Đó. Rồi cài đặt. Nhớ nghe, chỗ này điện lấy điện thoại chụp hình mà khẩu lại đang bữa sau để biết năng lượng đăng nhập vô. Nha. Rồi, nhớ điện thoại chụp hình mà khẩu vào lại nghe. Bắt đầu cài đặt. Rồi đăng nhập. Đăng nhập vào mật khẩu hồi nãy, mật khẩu WordPress hồi nãy. WordPress hồi nãy. Vừa làm xong à, mình vừa cài xong cái bột rep nha, trên cái hosting đó, đây đó, view website đầu tiên của mình là mình cài xong nha.